3,1 kg nha các bạn. Con thứ 10 này 3,1 kg nữa, không có gì để trong thao cho nghe, 3,1 kg. Tối hôm nay thì mình có con heo nó chuẩn bị đẻ nè các bạn, để mình quay cho các bạn xem nó bể nước ối nha. Hồi chiều giờ nó cũng cắn ổ dữ lắm rồi. Đây nè, nó bể nước ối nè, các bạn nhìn chỗ cái hoa của nó có cái nước nhờn nè các bạn. Đó là nước ối nè, còn ở dưới này là nước ối và phân su nó rớt xuống nè. Đó, đây là con heo nó chuẩn bị đẻ nha. Nó bể nước ối là con nó phải ra nha các bạn. Đó, nó đau bụng dữ lắm rồi nha, giờ nó gặn rồi đó. Con này khoảng chừng 5 phút nữa là con đẻ ra nha. Đó, bày bên đây nè, ăn xong rồi nó quậy nè. Đây nè các bạn, nó mới vừa ra nước ối thêm nữa nè. Đó, các bạn thấy chưa? Tí xíu nữa là con nó ra tới liền các bạn. Đây, hôm nay mình mới có chuẩn bị cái sọt bự hơn. Cái sọt này có thể là chứa được 15 con luôn nha các bạn. Cái sọt cũ của mình á thì chứa khoảng chừng 12-13 con thôi là nó chật rồi. Rồi cái này mình đầu tư cái sọt lớn hơn. Cái sọt này là 230.000, khoảng giá là 240. Và cái cửa hàng bớt mình 10.000 là còn 230 nha. Đó, các bạn thấy nước ối của nó kìa, nó kéo dây luôn đó. Rồi các bạn cứ chờ mình một tí nữa đi, heo mình đẻ thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Với lần trước mà có một số bạn mới hỏi mình á, là heo là buộc rúng, bấm găng, cắt đuôi, thì một tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua để cho các bạn mới các bạn nắm nha. Nhiều khi các bạn cũng biết nhưng mà các bạn muốn xác nhận lại là đúng và thấy thực tế thì các bạn mới dám làm. Tại có nhiều bạn mới á, là rất là nhát luôn. Thì một tí nữa mình hướng dẫn cho các bạn để bấm găng, rồi cắt đuôi, buộc rúng. Đối với các bạn nuôi lâu năm á, thì các bạn cái đó là chuyện quá bình thường rồi. Nhưng mà đối với trường hợp mà người mới nuôi á, thì cái đó là rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà các bạn muốn là biết, các bạn muốn là mình hướng dẫn lại là chi tiết, nhìn cho chính xác để các bạn mới tự tin, các bạn mới dám làm nha. Các bạn cứ làm bình thường đi, các bạn thấy mình làm sao thì các bạn cứ làm vậy đi. Con heo con á, các bạn đem ra, các bạn cứ cầm bình thường, cầm mạnh bình thường, không có vấn đề hết trơn á. Đừng có sợ mà nó cầm lên rồi đau, bóp nó đau, không có đau đâu, nó bình thường à. Rồi các bạn cứ áp dụng theo cách của mình thành công nha. Mình chúc các bạn mới vào nghề nuôi heo á, thì các bạn làm được suôn sẻ, thuận tiện và thành công trong công việc của mình nha. Đây nè các bạn, mình vừa quay, mình vừa đi rửa tay xong á, là nó đẻ ra con đầu tiên nè. Con đầu tiên là rất to luôn nha các bạn. Đó, đây là con đầu tiên nha. Rồi để mình lau chùi con này đi, mình quay tiếp cho các bạn xem. Rồi mình quay bụng cho các bạn xem nè. Đó, các bạn đón với mình đi, con heo này là đẻ được bao nhiêu con nha. Con heo hồi lần trước thì cái bụng nó nhỉnh hơn con này xíu, nó đẻ được 16 con. Thì con heo này các bạn cùng đón với mình là bao nhiêu con nha. Con heo này là bắt đầu sinh sản lứa 2 nha các bạn. Heo này là đờ hết, con này là 3 máu nha các bạn, không phải là 2 máu nha. Con này heo 3 máu nha. Mình đang chuẩn bị chùi cái con thứ nhất các bạn, là con thứ hai đẻ ra nữa rồi nè. Để mình xem cho các bạn xem nó còn dây rúng luôn không. Đây nè các bạn, mình mới vừa dời con heo ra là nó còn dây rúng luôn nha các bạn. Con này nó còn dây rúng luôn nè, để mình kéo con heo xích ra coi dây rúng nè. Nó dây rúng nó dính nè. À, con đằng này dây rúng nó cũng dính luôn nè. Đó, hiện tại là 2 con nha. Đẻ ra 2 con kế bên luôn. Mà heo này là rất là to luôn nha. Rồi để xử lý 2 con này đi, để cho những con khác nó đưa ra nữa. Các bạn nhìn thấy nó u nè, nó đội nè các bạn. Đây nè, chỗ này nó đội nè, nó đội lên một cục luôn nè. Các bạn nhìn thấy chỗ này nó đội lên một cục luôn nè, là con heo con nó đội lên đó các bạn. Rồi 2 con nha, heo to nha, heo to hơn heo con xanh lần trước các bạn. To hơn cái clip vừa rồi. Rồi các bạn, sẵn ở đây mình có con heo nè các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn mới buộc rúng, cắt đuôi và bấm găng nha. Đây, ở đây như con heo này là chưa cắt rúng, chưa gì hết, còn rúng bình thường nha. Các bạn cứ chừa xuống khoảng 1 lóng rưỡi đến 2 lóng tay thì các bạn buộc dây lại. Đây nè các bạn nhìn thấy dây không? Đó. Các bạn chừa xuống khoảng 1 lóng rưỡi đến 2 lóng tay thì các bạn lấy dây cám hoặc là dây rút công nghiệp mà dặn mà mịn á, thì các bạn cứ rút lại, cứ ngắt luôn. Rồi bắt đầu từ ngay chân chỗ mà cái buộc nè, thì các bạn chừa một khoảng tí xíu thôi, khoảng chừng nửa lóng tay cũng được. Các bạn cứ cắt ngang đi, các bạn cứ cắt bỏ là xong cái phần cắt rúng, buộc rúng, cắt rúng là bình thường nha. Đây là mình hướng dẫn cho các bạn mới để các bạn mới nắm được, để các bạn tự tin để các bạn làm nha. Còn đuôi các bạn, đuôi thì các bạn cắt ngắn thôi, đừng có cắt dài quá. Ví dụ như cái đuôi của nó 10 phần thì các bạn cắt khoảng 6 phần đến 7 phần đi. Các bạn đừng có cắt 3 phần, cắt 3 phần cái đuôi nó còn dài lắm. Còn dài thì nó tiêu tốn cái lượng thức ăn, rồi để nó nuôi cái đuôi nó thì nó tốn kém cho mình thời gian nuôi lâu hơn tí xíu. Không có vấn đề gì hết trơn á.
Rồi đó là cái phần mà buộc gúng cắt đuôi. Rồi cái phần bấm găng. Bấm găng á thì con heo nó sẽ có, các bạn cứ vạch găng nó lên nè. Các bạn coi đi, hàm trên của nó hai bên, một bên là 2 cây, hai bên là 4 cây, hàm dưới cũng 4 cây. Các bạn dùng cây kìm, các bạn cứ đưa sát xuống là các bạn bấm được, để mình cây kìm các bạn xem. Đây nè các bạn, mình thường dùng cây kìm thế này nè, mình đưa vô găng của con heo, mình bấm thôi, các bạn cứ bấm sát nú nó. Nó dù cho một số con nó ra máu tí xíu cũng không sao, tự động nó sẽ hết thôi. Các bạn cứ yên tâm vấn đề đó nha. Đó, đây là con heo con, mình hướng dẫn các bạn mới bấm găng, cắt buộc xuống, bấm đuôi và cắt găng. Các bạn lưu ý á, các bạn mà cắt đuôi heo á thì các bạn sử dụng kìm điện để cho nóng lên thì các bạn sẽ cắt. Còn trường hợp mà các bạn không có kìm điện á thì các bạn dùng cây kéo sắt của mình á, các bạn hơ cho nóng thiệt là nóng lên đi. Các bạn hơ thiệt là nóng lên đi rồi các bạn cắt từ từ thôi, mình vừa cắt mình vừa sát thương vết thương của nó luôn. Như chỗ đó làm như là thịt nó tái vậy các bạn, là nó không ra máu thì nó sẽ không mất sức con heo nha. Các bạn mới lưu ý vấn đề cắt cái đuôi heo nha. Các bạn đừng có cắt bằng kéo sống, các bạn kéo sống là nó ra máu dữ lắm. Các bạn cắt bằng kìm điện hoặc là kéo hơi nóng thì con heo của các bạn nó không ra máu thì nó sẽ không mất sức nha các bạn. Mình chúc các bạn áp dụng cái phương pháp của mình được thành công nha. Rồi bây giờ bắt đầu là mình cắt xuống nó nè, mình dùng cái kìm này mình cắt xuống nó luôn. Thường thường mình dùng cái kéo, sẵn có cái kìm mình cắt luôn nè. Rồi mình cắt xuống nó xong rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình quay cho các bạn xem ba con heo của mình nè. Ba con heo này là mình đã buộc gúng và cắt gúng xong nha. Heo đẻ rất là to luôn các bạn. Cái vấn rồi mình quay cho các bạn xem về vấn đề cắt đuôi nè. Nó các bạn cắt đuôi khoảng 6 phần đến 7 phần thì cái đuôi heo nó sẽ còn như thế này. Đó các bạn thấy chưa? Cái đuôi nó cứ còn ngắn luôn. Đó, đuôi heo nè. Các bạn đừng có cắt dài, cắt dài nó chỉ tiêu tốn thức ăn của mình thôi chứ nó không có vấn đề gì hết trơn á. Đây nè, con nào mình cũng cắt ngắn ngắn hết trơn á, không có dài đâu. Đàn nào mình cũng cắt ngắn hết trơn á, để nó giảm cái lượng thức ăn, để nó rút ngắn thời gian nuôi lại tí xíu, vài ngày cũng đỡ các bạn. Rồi để một tí nữa nó sanh thêm á, thì mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Rồi heo mình ra con thứ tư nè các bạn. Đó, để mình đỡ nó lại để nó rớt à. Ôi ra con thứ năm luôn các bạn ơi, nó rớt luôn rồi. Đây heo mình ra hai con một lượt luôn. Mình quay sát lại cho các bạn xem nè, heo mình nó đẻ ra hai con một lượt luôn nè các bạn. Đó, trong đây ba con trước rồi, tổng cộng là 5 con. Heo này rất là to luôn nha. Rồi bây giờ để mình lau chùi nó đi rồi mình quay tiếp cho các bạn xem. Ô, đẻ lần hai con, hai lần rồi. Heo mình mới vừa ra con thứ 6 nè các bạn. Để mình bắt nó qua một bên quay cho các bạn xem nha. Ở đây nè, mình quay nha, cho các bạn xem con thứ 6 nè các bạn. Đó. Heo này đẻ ra rất là to luôn các bạn ơi. Nó đẻ ra gấp rưỡi con bầy trước luôn á. Bây giờ mình để con thứ 6 này vô nha. Có một con nhỏ. Đó. Hiện tại là được 6 con. Bầy này á, thì mình đoán là nó 12 con. Nhưng mà heo lớn quá thì không biết là nó đẻ này được bao nhiêu con nữa các bạn. Rồi các bạn cùng đón xem hết clip của mình xem là con này nó đẻ được bao nhiêu con nha. Nó vẫn còn các bạn. Bụng nó vẫn còn to lắm. Đây nè, mình quay cho các bạn xem nè, con heo nó đội nè, heo con nó đội là chỗ này nè. Chỗ này nè, nó u lên á. Các bạn thấy không? Cái bụng chính giữa nó còn u cao lắm. Nhưng mà lứa đầu tiên mà. Cái con này lứa đầu tiên là nó đẻ đạt rồi, là mình không biết là nó bao nhiêu con, nó trên 12 con nhưng mà mình không biết là bao nhiêu con nha. Đó, mấy bầy này nằm no ngủ hết rồi. Ăn no ăn ngon ngủ kỹ mà. Nè các bạn để ý nè, con heo mẹ của nó mình cắt cái đuôi này trắng khủng luôn. Chứ đâu có cắt cái đuôi dài đâu, cái đuôi dài lúc mà phối tinh cái đuôi ngoắc ngoắc khó chịu lắm. Đây mình quay nha cho các bạn xem, heo mình tiếp tục ra con thứ 7 nha các bạn. Heo mình rất là to luôn các bạn ơi, không biết được 12 con hay không nữa. Kiểu này chắc nó giật xuống còn 10 con quá. To lắm, cầm lên là đầm tay nặng lắm các bạn. Cái bầy này là mình thấy nó nặng dữ lắm luôn á. Đó, hiện tại là heo của mình là được 7 con rồi nha. Mấy bầy này thức dậy nó đói nè, để mình đổ cám cho nó ăn. Đó, mình phải đổ cám cho nó ăn các bạn, để không thôi là nó la dữ lắm, nó vu, nó chèo, nó la lắm. Rồi tiếp tục thì mình sẽ buộc gúng, mình lau chùi con này, mình để vô sọt cho nó nha. Mình để vô sọt để giữ ấm cho nó nha.
Rồi con thứ bảy nè các bạn, mình sẽ để cho con thứ bảy này vô sọt với đàn của nó nè. Đó, hiện tại là 7 con nha. Heo rất là to luôn, có một con em bé. Giờ mấy con này nặng lắm. Mình không biết là bao nhiêu cân, nhưng mà nó to hơn những con khác nhiều lắm, những to hơn những bầy khác đẻ luôn. Nhưng mà bụng nó vẫn còn nhô các bạn. Cái cục này nè, cục tròn này nè. Và nó vẫn còn nhô, vẫn còn con bình thường nha. Đây nè, cái em bé này ăn nằm luôn nè. Đó, mấy đàn bên đây đòi bú rồi ăn hết rồi. Đó. Đây nè. Bầy bên đây mình để một bịch sữa với hai nấm cám nè, quất sạch luôn hồi chiều 5 giờ nha. Bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối rồi. Ăn sạch luôn. Rồi một tí nữa nó đẻ thì mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Các bạn đón xem hết clip của mình là xem coi con heo này đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Các bạn, đây con thứ 8 nè, con 8 này tới rớt luôn các bạn ơi. Để mình kéo nó lên mới được. Nó rớt à. Đây nè các bạn, mình mới vừa để con heo vô cái con này nè. Mà để một tí nữa mình lấy cây cân ra mình cân thử cái đàn này, là cân thử một hai con thôi, để là được bao nhiêu ký nha các bạn. Cái con nhỏ nhất là mình không cân nha, mình cân thử hai con bự nhất là nó được bao nhiêu ký nha. Hồi trước giờ mình trong quá trình đỡ đẻ heo á các bạn, là mình chưa có cân thử bầy nào hết trơn á. Thì bầy này hôm nay mình thấy nó bự quá, thì mình sẽ cân thử cho các bạn xem là cái con to nhất và con nhỏ nhất là nó bao nhiêu ký nha. Bây giờ mình sẽ đi lấy cân, mình cân cho các bạn để các bạn tham khảo luôn nha. Rồi bây giờ mình đã chuẩn bị cây cân nè các bạn. Mình sẽ cân thử cho các bạn xem là heo của mình đẻ ra con to nhất bao nhiêu nha. Này là cái thao lên là 1 ký nha các bạn. Một lát mình sẽ trừ hao lại, bật đèn led lên. Bây giờ mình sẽ bắt một con mình cân trước để cho các bạn coi, để các bạn tham khảo nha. Mình kiếm con to mình bắt nha. Đây con này đi. Con này là 3 ký nè các bạn. Con này 3 ký nè các bạn. Đó các bạn nhìn thấy không? 3 ký nha. Là con heo này 2 ký nè, mình dỡ con heo lên nó còn 1 ký nè. Đó, bình thường các bạn thấy không? Nó còn 1 ký bình thường nha. Đó, con heo này 2 ký. Để mình cân tiếp một con nữa đi. Coi nó thử được bao nhiêu ký con to này đi. Đây cây cân vẫn còn 1 ký này nha. Mình để con heo xuống nè. Ồ, 3 ký mốt luôn nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đó, 3 ký mốt luôn. Heo này rất là to các bạn ơi. Để cân con nhỏ coi được bao nhiêu. Gớt cái thao rồi. Con nhỏ thì 1 ký mốt rồi các bạn. Con nhỏ nhất là 1 ký mốt. Còn con bự nhất là 2 ký mốt. Trung bình là nó khoảng 1 ký 8, 1 ký 9 đó các bạn. Đó, heo mình đẻ ra rất là to luôn nha. Đây nè cái cân nè, cái thao này gớt xuống rồi nè. Là nó về không nè. Rồi hiện tại các bạn là mình vừa cân xong cái con nhỏ nhất là 1 ký mốt, con to nhất là 2 ký mốt. Bạn có bình luận gì về đàn heo của mình á thì các bạn cứ bình luận xuống để cho mình góp ý cho mình để mình tham khảo nha. Là bắt đầu từ con nái này trở đi á là mình đang cho ăn thức ăn phối trộn, mình không còn cho nái ăn thức ăn công nghiệp nữa nha các bạn. Hiện tại là con nái này nó đã ăn thức ăn phối trộn hơn 4 tháng rồi. Thì bây giờ là nó mới đẻ cái đợt đầu tiên của phối trộn. Mấy con vừa rồi là nó ăn tầm 3 tháng. Còn con này là ăn trọn luôn, từ lúc phối đến lúc đẻ luôn nha các bạn. Hiện tại là mình cho ăn thức ăn phối trộn nái tơ và nái gạ. Là trung bình là khoảng 18.000 đến 20.000. Tùy theo mà đợt các bạn. Ví dụ như nái nó ốm quá thì hoặc là nái nó mập quá thì mình sẽ điều chỉnh lại. Nhưng mà nó chỉ trong cái khung là từ 18 đến 20.000 thôi các bạn. Nái tơ, nái gạ gì nó cũng dao động cỡ đó thôi. Trung bình là mình cho ăn hàng ngày á là 18.000 mấy trăm đồng đó các bạn. Rồi bây giờ là mình chỉ áp dụng trên nái. Hiện tại là mình đã áp dụng trên nái thành công, là cho ăn thức ăn phối trộn nha các bạn. Rồi khi nào mà mình áp dụng được mà trên heo thịt thành công, 1-2 lứa mà thành công chắc cú rồi á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn tham khảo. Rồi để các bạn cho trộn ăn thử 1-2 bầy để các bạn tiết kiệm chi phí nha. Thức ăn phối trộn hiện tại là mình, nếu mà mình cho ăn tiết kiệm á, là dao động khoảng 8.000 đến 8.500 một ký.
Còn mà nếu mà mình cho ăn thả ga ăn mà no nê đầy đủ dưỡng chất, giống như là mình cho ăn mà dạng mà không tiết kiệm á, mình cho ăn cái thức ăn mà nó mắc tiền hơn xíu á, là nó sẽ rơi vào tầm 10.500 đến 11.000 một ký nha. Là các bạn nào mà có ăn phối trộn á thì các bạn cứ bình luận xuống để cho mình tham khảo, để cho mình rút kinh nghiệm chăn nuôi được hiệu quả hơn. Rồi sau khi mình chăn nuôi thành công á thì mình sẽ chia sẻ lại cho những bạn mới hoặc là những anh chị mà muốn ăn thức ăn phối trộn, để mình tiết kiệm chi phí, mình lời nhiều để mình nâng cao cái khả năng kinh tế của mình á. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã góp ý và chia sẻ cho mình nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay lại với con heo này, mình sẽ đỡ đẻ tiếp, mình quay cho các bạn xem thêm. Heo mình chuẩn bị ra con thứ 8 các bạn ơi. Con thứ 8 chừng gớt nè, đỡ nó lại để nó gớt nè. Để mình tiếp nó, để nó gớt nha. Đó, xin lỗi các bạn nha, con này là con thứ 9 rồi, mình nhầm nha các bạn. Ở đây con thứ 9 rồi, ở trong sọt là 8 con nè, 2, 4, 6, trong sọt là 8 con. Đây là con thứ 9 rồi nha, hồi nãy mình nhớ nhầm. Đó, để bây giờ mình buộc rúng, rồi mình chùi nó lại, rồi mình để vô sọt chung với bầy nó để mình giữ ấm nha. Rồi các bạn cùng đón với mình là xem coi là nó còn được bao nhiêu con nha các bạn. Hiện tại là 9 con nha, heo rất là to luôn. Rồi đây là con thứ 9 nè, và mình bỏ vô giữ ấm nè. Để mình đợi một tí nữa đi, cho những con này khỏe hoặc là nó sanh được thêm vài con nữa thì mình đem ra cho bú để cho các bạn xem, để các bạn kiểm heo lại nha. Đó, bụng vẫn còn nhô các bạn. Cái chính giữa này nè, cái đầu của ta mình chỉ xuống là chỗ này nè, dòng chỗ này nè, nó còn nhô nè. Đó, mấy bầy này bắt đầu là cử này là cử thứ 3 đó các bạn. Nó dị, nó ăn, nó đòi, nó bú, cử thứ 3 rồi đó. Rồi heo mình tiếp tục con thứ 10 luôn các bạn ơi. Mấy con này nó nằm ngay cửa sắp gớt không à. Đó, bây giờ để mình điều chỉnh nó lại rồi mình quay tiếp cho các bạn nè. Nó ra không được luôn, nếu nó ra là nó gớt xuống liền đó. Rồi đây là con thứ 10 nè các bạn. Để mình để con thứ 10 này lên cây cân cho các bạn xem thử nha. Coi thử là con thứ 10 này mình thấy cầm đầm tay lắm. Nè các bạn nhìn cân nha, 1 ký. Đó, bây giờ mình để con thứ 10 lên nè. Đó, để không có vật gì hết trơn nha. Các bạn xuống nè, 3 ký 1 nha các bạn. Con thứ 10 này 3 ký 1, nó không có gì để trong thao cho nghe, 3 ký 1 là con heo này 2 ký 1 nha các bạn, trừ 1 ký cái thao lại là còn 2 ký 1 nha. Đó, các bạn chờ một tí nữa đi xem con heo này đẻ được con nào hay không nha. Hiện tại là được 10 con rồi đó, 10 con rồi. Ồ, mấy đàn này nằm ngủ khỉ chân nè. Mấy đàn này mình chưa có cân thử là nó được bao nhiêu ký nữa, để bắt đầu ngày mai mình cân thử nó được bao nhiêu ký nha. Đây buồn quá các bạn ơi, heo mình mới đẻ ra 2 con một lượt luôn. Cái con ngọt bên đây á là con thứ 11, con sống bên đây là con thứ 12. Con thứ 11 vừa chòm ra là con thứ 11 ra là con thứ 12 ra luôn đó các bạn. Đó, mình quay cho các bạn xem nè, trong đây là 10 con nè. 1 2 nè, 3 nè, 4 5 6 7 8, ở dưới đó con rồi 9, con đây là 10. Đó. Buồn quá trời luôn, cái con thứ 11 nó ngọt nha. Rất là to luôn, bầy này nuôi rất là khỏe luôn, heo to không à. Bây giờ mình chích oxytocin cho nó để nó đẩy ra, để cho nó đẻ xong sớm nha. Hiện tại là 11 con. Nãy giờ cái con thứ 10 với con thứ 11, 12 này á, cách nhau khoảng chừng 20 phút thôi mà con thứ 11 nó ngọt rồi. Rồi hiện tại là mình vừa chích cho con nái này 3C oxytocin nha các bạn. Trong quá trình nái đẻ thì các bạn chích oxytocin khoảng 3C thôi. Cách 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là các bạn có thể tiêm một lần nha, để cho con heo nó đẻ, hỗ trợ nó đẻ. Mình xin lưu ý với các bạn á, con nái thời gian đầu thì các bạn cứ để cho nó đẻ tự nhiên đi. Rồi khi nào mà nó gặn 7-8 con, chục con gì đó, nó không còn sức gặn hoặc là cách 40 phút, 1 tiếng gì đó nó mới gặn, thì các bạn sẽ hỗ trợ oxytocin cho nó. Các bạn đừng nên hỗ trợ ngay con đầu tiên nha. Tại vì các bạn không biết heo của các bạn là to hay nhỏ, xương chậu có nở nhiều hay không. Nhiều khi các bạn nghe lời thú y ngoài tiệm á, bán là cứ ra một con đầu tiên là chích oxytocin. Nhiều khi xương chậu nó không nở, heo của các bạn to là nó ra nó bị sẽ bị kẹt lại, nó ngọt nha các bạn. Nó ngọt là nó ngọt hết đàn, những con sau nó ra không được là nó bị ngọt, hoặc là dù cho nó ra được thì nó vẫn yếu nha các bạn. Khi các bạn lưu ý về vấn đề này nha, cái clip nào mà mình tiêm oxytocin á là mình cũng khuyên các bạn thời gian đầu con heo mẹ nó còn sức, các bạn cứ để cho nó đẻ tự nhiên. Tại vì các bạn cho nó đẻ nhanh sớm hơn nửa tiếng cũng không có tác dụng gì hết. Mà ngược lại nếu mà nó phản tác dụng á, là heo của các bạn nó bị ngọt và nó hao nhiều con, các bạn tốn rất là nhiều tiền luôn, uổng những con heo nha các bạn. Đây là cá nhân của mình khuyên các bạn, còn theo các bạn á, thì các bạn làm cách nào cũng được.
Đây là mình hướng dẫn, mình khuyên các bạn thôi nha. Rồi các bạn thấy clip của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình trong thời gian qua nha. Khi mình chờ con nái này nó đẻ tiếp á các bạn, thì bây giờ mình sẽ quay cái camera cho các bạn để các bạn tham khảo nè. Đó, đây là camera của mình nha. Camera này mình đang bật đèn led để cho nó sáng. Các bạn bật cũng được mà không bật cũng được. Bây giờ mình sẽ quay cái hình ảnh trực mình bây giờ mình sẽ quay cái hình ảnh thực tế cái camera này để cho các bạn tham khảo nha. Bây giờ thì mình sẽ test cái camera này để cho các bạn tham khảo nha. Cái camera của mình là có hai mắt nha các bạn. Một mắt là cố định nhìn thẳng, một mắt là mình đưa thẳng xuống mình quan sát cái đàn heo con. Cái mắt ở dưới á là có thể di chuyển được. Bây giờ mình di chuyển cho các bạn xem nè, đây là cái bầy mà đang đẻ của mình nè, đó, con nái đang đẻ đang nằm nha. Mình di chuyển lên chuồng khớp với camera cố định luôn nè. Đó, rồi bây giờ mình quay qua cấp chuồng của mình nè. Đó. Cây đèn led nó cũng quay qua mình luôn. Đưa xuống nè. Rồi trở về vị trí cũ nha. Đây là hình ảnh thực tế cái camera nha. Nó nhìn cũng tương đối đó các bạn. Cái camera này mình mua trên TikTok á là chỉ có 425.000 thôi. Trong đó về nó có miếng giấy mình hướng dẫn. Anh chị nào biết sử dụng công nghệ á là cài đặt rất là dễ dàng luôn nha. Trong đó nó có hướng dẫn số điện thoại, khi nào mà chúng ta cài không được á thì mình điện trên số điện thoại đó, người ta sẽ hướng dẫn mình cài. Đó, buổi tối á thì mình quan sát con nái vậy nè, để mình quan sát là heo con nó nằm ở vị trí nào và con nái nó có chở mình hay không. Đặng mình ra mình kiểm tra có trường hợp nào thì mình sẽ trực tiếp mình can thiệp nó dễ dàng hơn, mình không cần đi ra chuồng nữa nha các bạn. Ở trong đây mình nhìn vô cái camera là mình đếm được cái đàn heo của mình hiện tại là nó bao nhiêu con, nó nằm ở đâu nha. Mình mới vừa can thiệp mình móc ra con thứ 13 nè các bạn. Đó, con này con thứ 13 nè, còn rúng luôn nè. Trong đây là 11 con rồi. Ở đây con nữa là 12, với con ngọt là 13 nha các bạn. Đó, heo mình là hiện tại là được 13 con rồi. Nhưng mà mình thấy cái chỗ này nè các bạn. Cái chỗ này nè nó còn nhô nè, là không biết là nó còn con hay là còn nhau. Cái chỗ này còn nhô là nó còn ra, chừng khi nào mà nó ra con hoặc ra nhau hết chỗ này là chỗ này nó mới xẹp xuống nha. Rồi để một tí nữa còn cái gì nữa thì mình quay cho các bạn xem tiếp. Các bạn nhớ đón xem hết clip của mình xem là con heo này nó còn con hay không nha các bạn. Mình thấy nó vẫn còn u nha. Rồi để mình lau chùi con này mình giữ ấm nó nha. Hiện tại là mình thả 11 con ra cho nó bú trước nè các bạn. Còn một con mình để trong sọt nè. Cái con này sao mà nó không bú cái chân á. Con này mình đút cho nó khoảng gần 20 xe sữa rồi. Mình nặng sữa mẹ nó mình bỏ vô ống tim á là mình đút cho nó rồi. Ở ngoài này là 11 con nè. 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 con. Đó, ở ngoài này 11, hiện tại là đàn mình 12 nha. Nhọt ngọt một con là 13 con rồi. Mà mình thấy nó còn u nè, đó các bạn nhìn nè. Đó. Thấy các bạn thấy giữa bụng của nó có cái cục u không? Rồi, không biết là nhau hay là con nữa thì các bạn đón thì các bạn chờ một tí nữa xem kết quả nha. Hiện tại bầy heo của mình đó các bạn, là mình bỏ vô sọt giữ ấm, bây giờ nó đã mạnh mẽ, cứng cáp rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem ra cho nó bú để các bạn tham khảo, để các bạn kiểm lại như mình. Để các bạn kiểm heo lại với mình, coi xem mình là nãy giờ là mình đỡ đẻ là mình có nói đúng là số lượng hay không nha. Qua đây để mình ghim cái sọt rồi mình đem ra cho nó bú. Rồi bây giờ mình sẽ bắt từng con qua các bạn ơi, nặng quá kéo ghim không nổi các bạn. Đây, 2 4 6 8 10 Con này là 11 con nha các bạn. Với một con ngọt hồi nãy là 12 con. Rồi mình đợi một tí nữa xem là nó còn con nào hay không nha. Đây các bạn nhìn nè. Đó, mình mới vừa thả ra cho nó bú đó các bạn.
Bộ đợi các bạn đợi một tí nó đi để nó tạo nó bú sữa nó giành vú được rồi á, nó sắp lại một đàn đều lắm. Hiện tại là mình thả 11 con ra cho nó bú trước nè các bạn. Còn một con mình để trong sọt nè. Cái con này sao mà nó không bú cái chân á. Con này mình đút cho nó khoảng gần 20 xe sữa rồi. Mình nặng sữa mẹ nó mình bỏ vô ống tim á. Là mình đút cho nó rồi. Ở ngoài này là 11 con nè. 1, 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè. 11 con. Ở ngoài này 11. Hiện tại là đàn mình 12 nha. Nhọt ngọt một con là 13 con rồi. Mà mình thấy nó còn u nè, đó các bạn nhìn nè. Đó. Thấy các bạn thấy giữa bụng của nó có cái cục u không? Rồi, không biết là nhau hay là con nữa thì các bạn đón thì các bạn chờ một tí nữa xem kết quả nha. Bây giờ mình quay tổng đàn của mình cho các bạn xem nha. Hiện tại là heo của mình được 13 con, ngọt một con là còn 12 nha các bạn. Đây là cái con đánh dấu mà hồi nãy nó nằm li bì luôn, nó không chịu bú nè. Bây giờ nó đem nó khỏe rồi. Mình nãy mình cho nó uống gần 20 cc sữa và nó khỏe rồi, nó ra nó giành bú rồi. Đó. Tổng đàn của mình hiện tại giờ là còn 12 con nha. Mình đếm cho các bạn xem lại nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đó, tổng đàn mình là 12, ngọt một con là 13 con. Mấy con này nó thấy mấy con heo con nó mừng lắm, nó qua nó ủi hoài à. Đó, đây là mấy cái đàn heo của mình nè. Những đàn heo này là đã có khách hết rồi nha các bạn. Các bạn thông cảm nha. Hiện tại là heo của mình là không đủ cung cấp nha. Khách còn đang đặt nhiều. Mình đang gom heo để mình giao đủ số lượng cho khách. Rồi xong rồi mình mới nhận heo tiếp nha các bạn. Hiện tại bây giờ là mình chưa có nhận đặt heo nha. Rồi sẵn đây là mình quay nè. Dài 1-2 ngày nữa là cái con này nó đẻ nè các bạn. Mình chưa có sàn để mình lùa cái con này lên nữa nè. Cái con này đẻ sau cái con đang đẻ là 2 ngày đó. Đó, cái bụng đó nè các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình nha.